Hello chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Clip này mình sẽ tham gia bước nhảy hoàn vũ. Mặc dù cái map này đã ra từ hôm qua rồi, nhưng mà hôm nay mình mới làm clip cho anh em được. Cũng phải có chút thời gian làm quen các bạn. Hôm qua làm khẩu KC bốt rồi. Đúng rồi, hiện tại mình đang lên ga và đang dẫn đầu. Nhảy ra cái chỗ này mà cạnh tranh nhau thì khoai lắm. Rồi, bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Được rồi, từ tốn nhanh mà chắc. Cái chỗ nước này thì tốt nhất anh em cứ nhìn ngang như này này, đừng cắm đầu cắm cổ chạy khoai lắm, nó thổi thì cứ gọi là em đi xa quá, em ơi không về nhé. Mình cầm theo cái giang cổ cần này, món cận chiến mình khá là ưa thích, rất thích hợp cho những cái pha nhảy nhót như này. Đấy, các bạn thấy không, nhảy ngang nó có cái tác dụng của nó chưa. Ui, địch mạnh tiên máy nó giật một cái tí rơi. Từ từ. Ui, đúng là một vòng cháy đất tí rồi, trong hết cả mạng. Lên nào. Rồi, lên nào. Nhảy sang bên này nào. Được rồi, ok. Ok. Hiện tại tiền vẫn chưa mắc một lỗi nào, nhưng mà anh toàn đi đường chính thôi. Những cái đường tắt là mình không đi, nhảy khó lắm. Thế cả mình cũng chưa thử bao giờ. Anh em kia đang ở mức 5, mức 4. Hiện tại cái map này cũng có một số bạn lập kỷ lục rồi, 3 phút mấy đấy, khá là kinh khủng. Mình thì cố nhảy sao cho nó qua là vui lắm rồi. Ok. Đấy. Đây mình chỉ cho các bạn đi cái đường này nhá. Đây, xong các bạn sang cái chỗ đen này. Các bạn nhảy trên đây cho các bạn để vào cái chỗ trắng này. Anh em ra cái chỗ đen này. Đó, cái này các bạn không nhớ đường thì rất là khó nhảy. Lần mò các bạn đến đêm. À quên, khuyến cáo nhá. Cái này nghiêm cấm cho ông nào sợ độ cao nhá. Chơi một mình gục cho đấy thì không ai cứu đâu. Mình rất là sợ. Chọn đúng điểm rơi và bạn sẽ bay xa hết mức. Được rồi. Đấy, bên cạnh có mấy cái thùng xanh kia cũng nhảy được kìa, nhưng mà mình chưa thử. Đấy, ở đây có biển báo nó cứ đi thẳng thì mình cứ đi cái đường này thôi. Mấy hướng mũi tên kia. Còn đi sang mấy kia ăn phạt thì vỡ mồm. Tôi cắm lợn rồi. Hải chăm gió rơi bố mất. Cái chỗ nhảy rất là dễ thôi. Rồi cái chỗ này được, hư cấu. Tiền ơi đừng sợ. Rồi. Rồi đặt chân đây là ghi dấu điểm đến rồi. Rồi. Anh em về dè chừng tí nhá. Không đi đâu mà vội cả. Rồi. Ui, định mệnh tí rồi. Úi giời ơi. Rồi, đặt chân vào đây rồi. Lên nào, lúc ninh là phải lên luôn này. Rồi. Định mệnh của anh nhảy xí phát tiếc quá. Ôi định mệnh, cái chỗ này là chỗ khó nhất này các bạn này. Ôi xài ơi. Cái body hình chữ S của tôi nó luồn lách, cứ gọi là như là con rắn. Rồi con kia mới bước thứ 8. Thôi chết. Đi đường tắt một tí thôi mà căng thế. Mình ngu người chỗ đấy thôi. Tôi lại nhảy lại tới. Ở chỗ này mất thời gian quá nhỉ. Ơi phải sang chỗ này. Mất thời gian quá. Đang ở được 5 phút là được vẫn còn 4 phút đúng không. Ok dừng rồi.
lên là lên là lên là lên lên lớp gà là bắt con gà rồi chọc tiết gà. Các bạn trong phòng ơi, mình xong rồi nè. Thì đã mình sẽ ra Facebook mình mời anh em full phòng 16 vào chơi cho nó sướng. Đấy còn 30 giây cho mấy bạn kia, mấy bạn kia đến U11 thôi. Ngã liên tục. Này các bạn là mình cũng nhảy hoàng lăng nó khá là quen rồi, nên là nhảy cái chỗ này nó cũng dễ thôi. Sau khi ra Facebook kêu gọi thì anh em đã vào luôn và phun người chơi. Định mệnh như này cứ gọi là chen lấn xô đẩy gạt giò nhau cứ gọi là cả ngày. Rô nào, let's go boy. Hết sức từ từ nha, hết sức từ từ nha. Ôi ôi ôi, từ từ thôi. Ngã đấy, định mệnh. Quay lại nhòm cái thôi, ba là vượt đi trước. Chơi này vui lắm. Ông nào mà xô, ông nào ngã thì cứ gọi là tức thì đừng hỏi rồi, một thằng kia ngã rồi, chịu bồi của bạn nhá. Đấy là cái việc không ai mong muốn cả, nhưng mà không thao được. Rồi. 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 Mình hiện tại đang trong những tốt đấy. Đây mình bạn này nhanh nhất đây này. Đây, bạn mình nhảy khá là mượt. Úi xài ơi. Rồi bục lụa. Úi giời rơi rồi. Thôi thôi thôi. Lách nó cũng vừa vừa thế bạn ơi. Múa cột hát. Cái định mệnh cười người hôm trước chúng ta xô xong người cười. Ai hi. See you again anh em, mình lên trước nhé. Lên nào, lên nào, lên nào, lên. Lên nóc nhà là bắt con gà này. Chơi đông này vui lắm. Còn cái ông kia này ngã. Bữa nãy mình chơi lúc đầu ấy. Chơi với hai thanh niên. Mẹ mình nhảy lên ô thứ 5 công, đang ô thứ 2 kích. Vãi trưởng. Khó hiểu vậy rồi. Rồi mình đi trước nha các bạn ơi. I am sorry. I am sorry. I am sorry. Ủa tôi cắm lặng rồi. Ủa mày quá. Ui giời ơi. Một phút sai lầm thì tí nữa mình vỡ mồm. Tèn 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 tèn. Ủng. Rồi ba bạn kia đang ở số 8. Bây giờ mình nhảy rơi một cái thôi là các bạn ấy vượt đi ngay. Cái tiền anh em ơi, định mệnh ai làm thế? Làm người ai làm thế là bạn là Lee Sung Gyeong ơi. Cứ bình toán. Bình toán thôi. Bình toán. Rất là vui vì mình ra Face mình đăng anh em vào chơi cùng mình, các bạn vào rất là nhanh. Vừa nãy mình chơi một lần rồi nhưng mà cái phần mềm Xclip của mình nó bị đít à. Nên nay phải bỏ các bạn sang phòng khác quay lại. Thật sự đây là lần đầu tiên có một cái map mới mà mình lấy được cảm xúc chơi như thế này. Ôi thôi cắm lợn rồi, trời ơi. Sao nhỉ? Ô. Thôi thôi thôi. Ờ đúng rồi, ăn cám thay cơm mà em vẫn luồn lắm. Đúng là ăn cám thay cơm rồi. Khó hiểu thế. Xịt cái chỗ ấy kìa. Cứ cấu.
Rồi lên ạ. Hay anh em. Định mệnh đấy, mình rồi mình lấy xí cái chỗ kia một khoảng thời gian đấy. Ơi mình về trước nha, xin phép các bạn mình về trước nha. Nếu mà mình không nhảy xịt. Ôi đây, cũng có mấy bạn về rồi này. Cố lên bạn ơi, 12 giây nữa. Cố lên, mình đang ở đứng dưới mình hứng đây. Thôi một thành viên rơi rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Hứng, hứng, hứng. Yên tâm. Đây rồi. Cố lên, đây rồi, đây nữa rồi. Rồi có 3 bạn nữa cùng về. Định mệnh 1, 2, 3 luôn.